Nhàn tết thôi. Dạ em chào sếp ạ. Em chúc sếp có một cái tết vui vẻ bên gia đình. Em có món quà cho nhỏ tặng sếp. Dạ. Trời ơi, làm ăn không được năm nay mà em còn quà cáp nữa. Mấy cái vụ này thôi không sao nha. Cảm ơn em. Rồi còn gì nữa không? Em có tặng cho sếp hai món quà lần đó. Ủa cái này hai món nữa hả? Dạ. Em biết là ăn tết xong á là sếp sẽ có rất là nhiều cuộc họp. Nên là em đã sắm cho sếp một cái cà la vát để sếp đi họp nhìn cho nó chỉnh chu và lịch sự. À không có gì, có cái nó đeo vô. Dạ đúng rồi sếp. Còn món quà thứ hai là cái gì? Cái sắp niêm cạc của em. Là sao? Dạ mục đích là để sếp đi gặp khách hàng á. Sếp gặp từng người thì phát cho em. Để em chốt được những cái hợp đồng á sếp. Để mà Tết năm sau em có lương ạ. Dạ. Năm nay cũng có thưởng mà. Dạ nhưng mà nó hơi ít ạ. Chê ít chê nhiều nè. Thôi được rồi sếp. Tôi lưu ý mấy vụ đó cho. Nè. Dạ yeah. Em đổi ơn sếp đi sếp. À rồi. Dạ em chào sếp nha sếp. À rồi. Đi đâu đây? Tặng quà cho sếp. Vô lẹ đi. Trời ơi, sếp. Dạ sếp. Né cái đùi là núi đè bên này liền ha. Dạ em xin lỗi sếp, sao em bé nó sâu em quá em mới té cho sếp. Trời có vụ gì đây quà hả? Ủa trời sao sếp biết hay vậy? Cuối năm rồi. Dạ em á là biết sếp á là thích mùi ngon. Mà mùi ngon thì không, phải không, không. Mùi ngon hay là mùi ngon? Mùi ngon, mùi ngon. À mùi ngon. Dạ. Em không tặng mùi. Em tặng rượu. Dạ. Dạ hai món quà lận. Là sao? Dạ. Còn riêng đây là một cái phong bao lì xì với trị giá là 10 triệu. Ê! Dạ, dạ. Hối lộ! Hả? Sếp! Cái gì? Trời ơi, hối lộ sếp làm làng cho sếp. Thì phải la người ta mới sợ chứ. Đây. Ý là sợ là được lấy lại hả? Không! Ôi dạ. Nhưng mà 10 triệu để làm cái gì? Dạ 10 triệu em gửi cho sếp, sếp đừng có hiểu lầm em nha. Tại vì em thấy là sếp làm việc căng thẳng quá. Đó nên là em gửi 10 triệu để sếp mua tổ yến sếp ăn. Cho nó bồi bổ cơ thể mình rồi. Nhiều vô. Cảm ơn tâm lòng của em đã quan tâm tới sức khỏe của sếp. Dạ. Sếp cũng quan tâm lại em nghe. Là sao? Giúp đỡ em với. Em có một người bạn trai. À, không, em trai thôi. Em muốn giới thiệu em trai em vào công ty của mình. Một chân đứng ở trong đây. Làm chung với em được không sếp? Sếp giúp đỡ em nha. 10 triệu nha sếp. Rồi thôi được rồi. Cảm ơn sếp. Nhiều sếp. Gì vậy? Tặng quà sếp hả? Đúng rồi. Ê thôi. Gì sếp? Chứ gì mày đưa tay tính làm gì? Mày tính nhào cho mày xâm hại hay gì vậy? Gì sếp? Em là muốn là chúc Tết sếp đoạn thôi. Dạ rồi thôi cảm ơn. Dạ sếp. Dạ sếp. Đâu gì? Mới nói chúc Tết rồi đâu. Tại vì em thấy nãy giờ mấy chị em chúc Tết tặng quà đồ này nọ. Em sợ giờ mà đưa ra cho sếp thì nó thiếu tinh tế. Em tặng sếp một cái viết máy. Đó một cái viết máy để cho sếp và ký hợp đồng. Mấy cái hợp đồng đồ này nọ thôi. Nhưng mà em nghĩ là tặng ở đây thì không hợp lý. Em ship thẳng về nhà cho sếp rồi. Quá trời quá đất luôn vậy. Dạ. Thôi được rồi. Cảm ơn tấm lòng của cậu Minh. Vậy dạ em cảm ơn sếp. Thì cái mục đích thì em cũng muốn tặng cho sếp ký đồ này nọ đó. Ký thì gì? Sẵn thì qua năm mà sếp ký giùm em một cái đơn miễn chấm công hàng ngày cho em để em có đầu óc em thư thả em mới kiếm được khách về cho công ty mình đúng không sếp? Vậy thôi năm mới em chúc sếp nhiều sức khỏe, nhiều thành công, nhiều may mắn và hẹn gặp sếp vào năm sau với lá đơn nha. Rồi. Dạ thì sếp em về nha, năm mới vui vẻ nha sếp. Dạ sao cảm giác như nó thốn thốn vậy trời, há miệng mắt quay vậy, tặng quà mà mắc nhờ giả không làm sao ta. Mình không thể nào lặp lại sai lầm của năm ngoái được. Năm nay bằng bất cứ giá nào cũng không nhận bất cứ món quà gì của nhân viên hết. 36 kế chạy là thượng sách. Alo. Dạ. Dạ con nghe nè mẹ. Dạ sao? Bệnh nặng hả mẹ? Ủa trong định vị nó chưa tới mà chú. Thì đúng rồi,
Nhưng mà tôi muốn đi từ từ về nhà tôi để tôi thưởng thức những bước chân đi bộ của tôi, hiểu không? À. Mình phải tập thể dục mới khỏe được. Hay ha. Ừ. Đúng, người thành công luôn có lối đi riêng ha. Dĩ nhiên, không những thành công mà còn thành nhân nữa. Yeah. Rồi, thôi vậy nha. Dạ. Chúc làm ăn may mắn nha. Dạ, chúc chú sức khỏe nha. Năm mới phát tài nha. Cảm ơn cưng. Hả? Trời đất ơi. Ba đứa nó đứng canh trước cửa nhà luôn. Sao mà vô được? Đúng rồi. Không cần phải lo. Biết nhỏ rồi. Lát nắng quá nó chịu không nổi, tự động nó sẽ đi về. Lúc đó mình cứ từ từ đi vô cũng được. Trời ơi, sao tôi cảm giác tôi bị tra tấn vậy trời. Sao mà hành quá. Sao nắng nôi chân chan chân chát tôi đứng giữa đường vậy trời ơi. Có khi nào sếp không về không ta? Đừng nói xui. Đúng rồi, thôi để em đại diện, em gọi coi sếp về chừng nào mới về. Trời ơi, từ nãy giờ không đại diện, bây giờ mới đại diện, đứng nắng chết luôn vậy. Rồi rồi, để gọi liền nè. Ê! Dạ. Ôi, sếp. Sếp gì? Điện thoại, tiếng chuông, tiếng chuông. Ủa, không tắt rồi. Để em gọi lại cái nữa, để em gọi lại cái nữa. Ê! Gì nữa? Sếp! Tắt rồi nữa rồi. Chuyện chơi đồ luôn. Không phải sếp đâu, mình nghe chắc mình nghe tiếng ai tình cờ trùng hợp trùng khớp thôi. Tại vì mình tới mình tặng quà mắc gì tới sếp phải trốn mình. Ví dụ sếp không thích thì xúc đủ mình về thôi chứ mắc công gì tự nhiên trốn vậy. Cũng đúng. Mình nắng quá vậy ta ơi, mình kiếm chỗ mát mình ngồi được không? Không mấy nắng quá chị về trước đi. Để em với Tú đứng đây được rồi. Khoan khoan nha. Ê. Ui. Gì vậy? Lạ nha. Sao? Ê, bình thường chị thấy em là chị sợ nắng lắm, lúc nào em cũng dưỡng da, em sức kem trộn này nọ kia, kem chống nắng đồ dữ, sao mà tự nhiên giờ phơi phới vậy? Em nói là hai người làm việc cũng không bao giờ mà có kế hoạch hết trơn. Em tính toán rồi, chị bước qua đây. Chị qua đây, em đã chuẩn bị hết trơn rồi, đây nè. Tá là biết gì không? Không. Đó chính là kem chống nắng hiệu da trâu. Vậy là mọi người chưa biết công dụng của nó rồi. Sức lên là một cái nói chị nghe này, người ta nói cái câu á, gần mực gần đen. Tôi đâu phải trâu đâu mà xuất da trâu lên cho tôi. Ôi nè, ấy trời, sao nó dính tùm lum. Chị chết tôi. Trời ơi, em nói chị nghe nè, da trâu có nghĩa là sao? Cái da nó dày như con trâu gì đó, là nắng nó không có chiếu vô được, không biết gì hết trơn á. Ý là xuất cái kem này lên là nó có một cái lớp dày thiệt là như là lớp da trâu. Đúng rồi, đúng rồi. Chống chọi nắng. Ê được nha. Để em xuất mặt cho này. Ê không được. Nó chuẩn bị kem chống nắng nó tha lên luôn rồi. Chết tôi rồi, giờ sao đây? Không sao. Đứa thứ hai thế nào lát nó cũng đói bụng, mà đói bụng quá nó phải đi về thôi, làm sao nó chờ ở đây nổi được. Xót nha. Xót chỗ nào? Thấy chưa, khi xài ba cái này dở mà bây giờ xót da người ta kìa. Phải xót da, xót ruột. Hay là mình ra kia mua cho bả đi mình. Không cần phải đi đâu hết, chúng ta là phải đứng đây đợi sếp và tôi đã có kế hoạch cho cuộc đời của tôi rồi. Ê, cái này cũng sống có kế hoạch ha. Trời đất ơi. Ủa sao thấy thằng này quen quá vậy ta? Chỉ cần đếm tới 3 thì người đó xuất hiện tên không? 3, 2, 1. Ôi trời ơi. Này giống phim quá hả? Này giống phim quá hả? Đây là ai tên Tú vậy ạ? Tú đây. Dạ. Chị đã đợi em từ rất lâu rồi. Dạ em tới rồi ạ. Em cho bánh mì. Cảm ơn em. Chúc ông miệng nha. Cảm ơn em. Trời ơi là trời. Nó đặt bánh mì nó ăn luôn hả? Chết rồi, bây giờ sao đây? Go. Cái gì vậy? Vô đi. Lẩu xé vô. Ôi. Chú làm gì vậy? Mà sao chú chưa vô nhà nữa? Không thấy ba con kỳ đà cản cửa hả? Đâu? Nó đứng ăn mày kìa. Ê con biết rồi nha. Chú biết. Thôi không sao chú ơi. Sao? Con hiểu mà. Thì cuộc sống lúc này lúc kia. Đúng rồi. Cho nên là chú cũng giống như mấy người đó sớm con thôi. Trốn nợ đúng không? Đúng rồi. Cái gì vậy? Nó cản cửa đòi tiền thôi, giống cái gì trơn đúng không? Trời ơi. Người khác tôi không biết nhưng mà nhìn lại đi, trời ơi. Outfit như vậy là chắc chắn là chỉ có mày giả danh giám đốc thôi. Đúng không? Trời đất ơi, giả danh giám đốc gì vậy không? Biết khi nào sếp về luôn á trời. Ủa? Mày hôm nay tặng quà rồi, hai bà có định nhờ giả gì sếp không? Này nghĩ sao ta? Cái gì cũng có mục đích, có lý do của nó hết trơn á. Rõ ràng. Sếp mình cũng nắng mưa thất thường. Dạ. Alo. Dạ có phải chị Tú không ạ? Dạ em là bên con tiệm bánh mì. Chị nhận được rồi sao em? Dạ vừa chị trúng một cái voucher á, mua một bánh mì được tặng túi LV á chị. Cái gì? Một bánh mì được một cái túi LV. Trời ơi.
Thôi, được rồi, được rồi. Sao con cái mới vậy? Một, lấy cái túi cũng được, lấy cái túi tặng cho vợ sếp cũng được. Ờ, đúng rồi, hợp lý. Sao con cái mới vậy trời? Ủa, khoan, khoan. Thì cái thôi. Thôi, kỹ lại con. Tôi mua bánh mì rồi, tôi được cái cho tôi thôi chứ bà. Dạ không, dạ không ạ. Chị là khách hàng cuối cùng của năm cho nên là... Chị được tặng hai cái luôn á chị. Ủa, thiệt hả em? Cơ hội tới 12 giờ hôm nay thôi nha chị nha. Ê khoan, tới 12 giờ hả? Còn 15 phút rồi. Em hay là giờ 12 giờ trưa hả em? Dạ đúng rồi. Chết rồi. Đi luôn đi. Em ơi, chị là khách hàng thân thuộc có mai được không em? Dạ, cái này chị bận. Chị tới 12 giờ hôm nay thôi ạ. Rồi, chị tới liền, cảm ơn em nha. Nhớ giữ cái phần quà đó cho chị nha em. Cảm ơn em nha. Hai cái đúng không? Hai cái. Em đi nữa. Cho em đi với. Rồi em ở lại đây em đợi sếp đi nha. Trời ơi, cái của phải liền người mình chứ. Còn ngồi quà của em thì em cứ tặng sếp nha. Để tính tiếp. Lẹ lên. Đợi em. Đi. Hết sức rồi đó. Ừ, khoan. Vẫn còn một đứa nữa. Trời ơi, chú. Tăng lên nha. Yên tâm, bí nhiêu thì bí. Bây giờ tới thằng Minh nè. Mình tặng quà cho sếp á thì mình phải kỳ công dữ lắm chứ không phải là nghe cuốc điện thoại tặng quà vậy là đi đâu. Trời ơi. Alo. Hệ thống nhà hàng xin kính chào quý khách ạ. Ừ, anh đang bận lắm nha. Ừ. Dạ, quý khách được một cái voucher giảm giá ở bên em ạ. Là sao em? Dạ anh ơi, hồi nãy giờ là máy tính đang nói chuyện với anh, giờ là em là tổng đại viên nha anh ơi. Dạ anh tên Minh đúng không ạ? Đúng rồi anh. Dạ, Minh nè. Dạ được tri ân anh. Là anh khách hàng VIP bên em á, là trong vòng 10 phút nữa anh tới sẽ được nhận cái voucher đó nha anh. Trời, 10 phút nữa hả? Em tặng quà hay em ăn cướp vậy, làm gì gấp dữ vậy em? Anh tranh thủ giùm em nha. Tụi em cứ chỉ có 10 phiếu thôi ạ. 10 phiếu hả? Dạ ai tới trước sẽ được nhận ạ. Rồi đợi xíu đi để anh chào qua liền ha. Xong xuống rồi. Trời ơi, công nhận nha. Chú mày hay quá. Nói con cái là hiểu ý làm liền. Trời vậy ơi. Mới tương lai đó. Rồi vậy, được rồi. Đâu? Hả? Chú quên gì chú? Ồ, quên sao được. Nói chơi vậy thôi. Cái vỏ chưa lấy rồi. Rồi, thôi vậy nha. Rồi, xin phép. Ê, chú. Hồi nãy chú nói với con là bao nhiêu cũng được đó chú. Đưa đây. Đó, bấm cái giờ là tự nhiên nó hiện lên hết à. Ồ, nãy xin lỗi chú nha. Con tưởng chú trúng nợ không ạ. Chú sợ vậy. Về thôi, đi. Ủa, là sao ta? Đã tốn tiền xe ôm mà lát thế nào tụi nó cũng quay lại canh me mình nữa. Lỗ còn lỗ nặng hơn nữa. Không ổn rồi. Cái đợt này phải đóng cửa về quê ăn Tết rồi.